Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả loại pháp phần Bồ Đề và các Bồ Đề tất cả như thế, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, không hợp, không tan, không sắc, không thấy, không đối nhất tướng gọi là vô tướng, thì làm sao pháp phần Bồ Đề như thế có thể thủ Bồ Đề? Bạch Thế Tôn, chẳng phải phi tương ưng, chẳng phải bất tương ưng, không hợp, không tan, không sắc, không thấy, không đối nhất tướng gọi là pháp vô tướng, có thể đối với pháp khác có thủ có giả. Bạch Thế Tôn, tí như hư không, đối với tất cả pháp không thủ không giả, vì tự tướng là không, các pháp cũng như vậy, tự tướng đều không, chẳng phải đối với pháp khác có thủ có giả, thì tại sao có thể nói pháp phần Bồ Đề có thể thủ Bồ Đề? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, vì tự tướng của tất cả pháp đều không, không thủ không giả, nhưng các hữu tình đối với nghĩa không của tự tướng của tất cả pháp chẳng có thể hiểu rõ, nên vì thương xót họ mà phương tiện tuyên nói pháp phần Bồ Đề có thể thủ Bồ Đề. Lại nữa, thiện hiện hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức, hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, hoặc sắc giới, hoặc thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc địa giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới, hoặc vô minh, hoặc hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, sầu than khổ yêu não, hoặc bố thí ba la mật đa, hoặc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc pháp không nội, hoặc pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc chân như, hoặc pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc sơ thiền, hoặc đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, hoặc từ vô lượng, hoặc bi hỷ xả vô lượng, hoặc không vô biên xứ, hoặc thức vô biên xứ, hoặc vô sở hữu xứ, hoặc phi tưởng, phi phi tưởng xứ, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc thánh đế khổ, hoặc thánh đế tập diệt đạo, hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc tất cả pháp môn tam ma điện, hoặc tất cả pháp môn đà la ni, hoặc bậc cực hỷ, hoặc bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệt tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, hoặc mười lực Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc đại từ, hoặc đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác, hoặc tất cả hạnh đại bồ tát, hoặc sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí tương tục, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc cảnh giới hữu vi, hoặc cảnh giới vô vi, tất cả pháp như thế, ở trong thánh pháp tỷ nại gia này đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, không hợp, không tan, không sắc, không thấy, không đối nhất tướng, đó là vô tướng. Phật vì lợi ích cho các loài hữu tình, khiến được hiểu biết đúng đắn, nhập thật tướng của pháp, vì thế tục mà nói, chẳng phải vì thắng nghĩa. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp như thế nên học trí kiến, học trí kiến rồi như thật thông đạt các pháp như thế nên nhiếp thọ, các pháp như thế chẳng nên nhiếp thọ. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát đối với những pháp nào khi học trí kiến như thật thông đạt rồi chẳng nên nhiếp thọ, và đối với những pháp nào khi học trí kiến như thật thông đạt rồi nên nhiếp thọ? Này thiện hiện, đại Bồ Tát đối với pháp của các bậc thanh văn độc giác, học trí kiến như thật thông đạt rồi chẳng nên nhiếp thọ. Đối với các pháp tương ưng với trí nhất thiết trí, học trí kiến như thật thông đạt tướng,